Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái loa đơn giản sử dụng module TDA 2030A Easy. Trên tay mình đây là cái module này, sử dụng IC TDA 2030, có một đầu jack cấp nguồn. Các bạn có thể cấp từ 12 đến 15V, nhưng mà 12 là sử dụng để hiệu quả nhất. Đầu ra loa, ao cộng, ao trừ và một biến trở dùng để tăng giảm âm lượng, một jack 3.5mm để lấy tín hiệu đầu vào. Module khá là nhỏ gọn và công suất có thể đạt tới là 18W, tương ứng với một cái loa 8 ohm. Thì ở đây mình đã kiếm được một cái loa đây, 8 ohm 10W. Loa này ở trong tivi ấy. Đây. Mình đã thiết kế một cái hộp bằng Formex. Các bạn có thể mua Formex và về tự thiết kế một cái hộp cho phong cách của mình. Ở đây mình đã thiết kế cho loa màng loa ra ngoài này. Và ở trên có hai cái đấy, một cái jack nguồn DC và một công tắc on off. Này, jack DC ở đây mình sử dụng jack DC là 022B chân dương này. Mình đi cho qua công tắc và chân âm, mình sẽ cho trực tiếp vào module đấy. Còn một chân dương còn lại này, chân dương ở công tắc ra sẽ vào module. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đấu nối này. Chân âm vào GND và chân dương vào VCC. Chân dương vào VCC. Vào đầu out mình sẽ nối vào loa. Dây loa này bạn nên sử dụng cái dây chuyên dụng thì âm thanh sẽ tốt hơn. Ở đây mình không có nên mình sử dụng dây điện. Rồi, và tiến hành cố định ở bên trong hộp. Ok, thì sau khi cố định các cái mặt trên và núm chiếc ao vào, thì bây giờ mình sẽ tiến hành test với một số cái loại thể loại nhạc. Ở đây mình sử dụng nguồn 12V 1.25A. Cấp nguồn. Tín hiệu audio mình lấy từ máy tính. Bật nguồn. Nỗi đông cây
chôn tận thấu trái tim anh để mình anh vai đôi. Và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.